Ok, hello, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em xem video vui vẻ nha mọi người. Và ở video ngày hôm nay thì sau vài trận bóng kim, vài ngày trở lại đây thì Khải là số top 4, top 5, top 3, hôm qua là top 3. Thì hôm qua cũng có hội ý với bà Tân, thì bà Tân đang tăng sức mạnh khoảng 26 thì Khải cũng đang suy nghĩ thử nên tăng hay không. Và một số anh em trên kênh thì cũng đồng ý nên tăng thêm sức mạnh lên 26 hoặc 301 cho đánh nhanh hợp lý. Tầm này thì tại vì Khải mất tay thì kinh rồi anh em. Mất tay thì kinh rồi nên là ôi từ từ á, đu ngựa 20 triệu anh em. Từ anh em ơi, từ lên ngừng cái đu ngựa 20 triệu anh em ơi. Không sao, ok, lên đảo nha anh em ơi. Lên đảo ta tí. Ôi chỗ này thằng này đông quá. Biển kinh. Ép sức mạnh anh em. Sức mạnh tinh hồng. À, ok. 50 40 còn lại sinh khí. Ok, hôm nay hợp lý anh em. 301 sức mạnh luôn. Ok chưa nè, tầm này Khải quất 301 sức mạnh là Khải khá ok ấy. Tính ra hôm trước thì Khải tăng 106 thì đánh giết mạng cũng ok, nhưng mà tầm này thì xe nó khá là khỏe nè. Nó thẳng ra là hôm nay tầm tầm 10 trở đi lại trở lại đây thì xe của các ông kia khá là khỏe, cũng khá là khỏe, nên là mình phải tăng thêm lượng đam thì mình mới đánh được nè. Tầm này thì máu Khải 2k2 vô trong kia lách các kiểu thì máu cũng được khoảng ngày mi nữa, hơn 4k đẹp nè, 4k rưỡi thì tầm đó đánh được rồi. Khải nghĩ là khoảng tầm 4k rưỡi 5k đó. Ui, đây mà Khải vào cánh lách hay lực tay Khải tầm 4.8 là 4, tầm 4.8 anh em, tăng gần 1000 lực tay đấy. Ok, bây giờ Khải chỉ thiếu một cái là chưa có vào lâm mật tịch anh em. Bây giờ Khải cố gắng đầu tư mắt vào lâm mật tịch nữa là đẹp anh em à. Mắt lâm mật tịch tăng vào nhất khí tâm thành là ok thôi đó. Mắt nói chung là mắt hay mắt nó đừng đau này, chỉ thiếu cái điểm 19 điểm nhất khí tâm thành là mắt đau luôn. Khoảng mắt vào lâm mật tịch là ok nè. Tầm này thì Khải mới mắt tại thì kinh thôi, còn mắt lâm mật tịch này chưa có cuốn nào. Ok, anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ một like chia sẻ, và ngày mai Khải sẽ cố gắng like xong giải đấu xong thì các thủ chung kết tranh nhất nhì và 34 thì Khải sẽ tiếp tục đánh tấm kim trận 21 giờ cho anh em xem thử nha. Ok anh em, bây giờ xuống đảo thôi. 301 nha anh em, ok chưa? 208 sức mạnh thôi mà. 208 nè, được rồi, nếu 208 thì Khải tăng nữa. 208 thì lực tay khoảng 3k8. Ok, tầm 3k8 đúng không? Không được, này không đạt 3k8 nè. 29. Ok, 29 này. 29 này. 2k3, ok, 29 nha. 29 là 3k8 hợp lý anh em. Nãy là 3k850. Đúng rồi, Trần Phước 310. Thôi 2k290 được rồi anh em. Cái này tầm này lên cấp tăng thêm được rồi anh em. Đó, ok. 3k8 được tay là hợp lý rồi. Hôm nay cánh lách thì lên được 4k8 anh em. Cánh lách nữa là 4k8 ấy. Ok, 209 hợp lý ấy. Nói chung là tăng sức mạnh cao thì phản đam cao thôi anh em. Còn tăng sức mạnh 209 thì cũng nó cũng như 301 thôi, không khác gì cả. Chủ yếu là cái vấn đề vừa đánh vừa xây sao cho nó ít bị phản đam mà được. Nói chung là giờ mát và lâm tịnh nữa là ok anh em. Nói chung là cứ Khải nghĩ là tầm 209 là ok rồi. Đó, 209 là ok rồi đấy. Rồi xuống đảo nha em ơi. Nếu mà không ổn thì có thể lên đảo lại lần sau. Ok nha, cảm ơn em xem video nha. Bây giờ Khải xuống bị vần tiêu với ba anh em.